Đó là đậu mùa khỉ, một loại virus cũng đã tiến hóa từ bệnh đậu mùa. Còn đối với SARS-CoV-2 thì trong 3 năm vừa qua chúng ta có thể thấy là SARS-CoV-2 cũng biến hóa khôn lường để có thể thích nghi được với những biến thể mới và cũng là một nguyên nhân của những đợt bùng phát mới, kể cả những nhóm đã từng tiêm phòng COVID-19. Và để có thể điều trị hiệu quả các bệnh này thì các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ đã vừa phát triển hai kháng thể kết hợp chống COVID-19 có thể tác dụng hai trong một khi điều trị các ca mà nhiễm biến thể Omicron. Để tạo ra hai thuốc thí nghiệm mới, các nhà nghiên cứu của Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc, Học viện Khoa học Trung Quốc, Trung tâm Khoa học Y tế của Đại học Texas ở San Antonio, Mỹ đã lần lượt trộn một kháng thể có tên gọi là ARBD2 với hai kháng thể còn lại là ARBD5 và ARBD7. Với cấu trúc tinh thể, ba kháng thể nano này có thể trung hòa virus corona bằng cách bám vào khu vực được bảo vệ cao nhất trong protein gai của virus. Hơn nữa các kháng thể ARBD5 và ARBD7 còn có khả năng bám vào những nơi có khả năng phòng thủ kém hơn trong protein của virus, từ đó tăng cường khả năng bám trụ của các kháng thể kết hợp hai trong một này. Các thí nghiệm tế bào đã chứng minh rằng sau khi kết hợp, hai kháng thể nano ARBD25 và ARBD27 có khả năng trung hòa đối với tất cả những biến thể được thử nghiệm, bao gồm cả những biến thể phụ BA.1, BA.1.1 và BA.2 của Omicron.